Vụ ba công ty tín dụng đen tại thành phố Hồ Chí Minh thu lợi bất chính 4.100 tỷ đồng, lộ diện ông trùm ở Đông Âu. Quý vị thân mến, quá trình điều tra, công an xác định ba công ty núp bóng dịch vụ cầm đầu, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước Đông Âu quản lý, điều hành. Liên quan vụ việc phá ba công ty tín dụng đen, công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý nhiều người liên quan làm việc tại các công ty này theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, công ty Sophie Solution là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, ngành nghề dịch vụ tư vấn quản lý, vốn điều lệ hơn 1,1 tỷ đồng, gồm hai thành viên là một người đàn ông có quốc tịch tại Đông Âu 2% và một công ty có trụ sở ở Singapore 98%. Công ty này hoạt động vào cuối tháng 2 năm 2019 và do một người đàn ông khác có quốc tịch ở một nước Đông Âu làm giám đốc đại diện pháp luật. Công ty Digital Credit hoạt động từ năm 2018, ngành nghề đăng ký kinh doanh là dịch vụ cầm đồ, vốn điều lệ 1 tỷ đồng và do công ty trách nhiệm hữu hạn SS Group chiếm 100%. Giám đốc người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Nguyễn Thị Tuyết Sương, 25 tuổi, ngụ ở quận 10, đã bị bắt. Còn công ty Ficap VN đăng ký hoạt động lần đầu năm 2021, ngành nghề cầm đồ, vốn điều lệ 100 triệu đồng và do công ty trách nhiệm hữu hạn SF Capital VN sở hữu 100%. Quá trình điều tra, công an xác định ba công ty có pháp nhân độc lập nhưng bản chất đều thuộc sở hữu của một tập đoàn có trụ sở tại Đông Âu. Tập đoàn này thành lập hai pháp nhân khác tại Singapore rồi thông qua đó đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, cả ba công ty này đều chung một bộ máy nhân sự gồm bộ phận kế toán, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, vận hành, pháp lý, nhân sự, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và toàn bộ nhân viên làm việc tại tòa nhà trên đường Phan Tôn, phường Đa Cao, quận 1. Các nhân viên thuộc ba công ty này được chia làm 8 bộ phận, đều làm chung một văn phòng do một người quốc tịch nước Đông Âu quản lý, điều hành cao nhất, giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay. Theo cơ quan điều tra, các công ty này liên kết phối hợp với nhau trong việc cho vay, lấy phí và đòi nợ. Từ việc tư vấn, công ty Sophie Solution trả phí quản lý, phí dịch vụ, phí chậm trả, công ty Digital Credit và Ficap VN, phí gia hạn, công ty Sophie Solution. Nguồn tiền của Digital Credit được lấy từ nguồn thu hàng ngày của khách hàng thanh toán. Nguồn tiền của Ficap VN được lấy từ vốn của công ty và các khoản vay ngắn hạn, khoản tiền vay đã hoàn trả hết và hiện tại dùng nguồn thu từ khách hàng thanh toán để giải ngân tiếp. Các công ty này cho vay tiền thông qua trang web tamo.vn hoặc fidu.vn đã cài đặt lập trình sẵn được điều hành từ chuyện nước ngoài. Khách hàng vay tiền chỉ cần điền thông tin, hình ảnh cá nhân, căn cước công dân mà không cần tiếp xúc hay giao dịch với nhân viên bên cho vay. Hệ thống tự động sẽ thành lập 3 hợp đồng điện tử, gồm hợp đồng cho vay cầm đồ, hợp đồng cầm cố tài sản với Digital Credit và Ficap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Sophie Solution. Số tiền vay sẽ được cấp cho khách hàng thông qua ví điện tử như Momo dựa trên mức độ tín nhiệm của khách hàng. Số tiền mỗi lần cho vay thấp nhất là 500.000 đồng và cao nhất là 20 triệu đồng, trong đó khách vay lần đầu chỉ được vay tối đa là 2 triệu đồng, thời hạn tối đa là 7 ngày. Khách vay phải trả dứt điểm lần trước mới được vay lần sau, hoặc đến kỳ hạn mà khách hàng không thanh toán được thì có thể gia hạn nợ thêm 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, tối đa không quá 30 ngày nhưng phải trả phí gia hạn. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, thông qua hai trang web trên, ba công ty này giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng và với lãi suất từ 153% đến 1.200% mỗi năm. Cần khắc phục ngay tình trạng sợ sai. Kính thưa quý vị, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Đại biểu Trần Quốc Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, trong báo cáo của chính phủ, ông đặc biệt quan tâm đến nội dung một bộ phận cán bộ, công chức chưa quyết liệt, có tâm lý, né tránh sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước. Tôi đồng tình với chính phủ khi nhìn nhận hạn chế này, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao từ trước đến nay không có hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm mà đến nay mới xuất hiện, không những thế còn lan rộng từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến tư. Theo ông, cần xác định được nguyên phát của căn bệnh này, phân định rõ bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm gồm những kiểu cán bộ nào và nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của họ, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Từ thực tiễn phản ánh, ông Tuấn cho rằng có hai nhóm cán bộ sợ trách nhiệm. Một là nhóm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Hai là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Đại biểu Tuấn cho rằng nhóm 1 có thể khắc phục được ngay vì trong bất kỳ thời điểm nào, cơ quan đơn vị nào cũng đều tồn tại một số ít cán bộ có bản chất như vậy.
Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như hiện nay, giải pháp cấp thiết theo ông là ưu tiên thay thế những người này bằng cán bộ tốt, có đủ tâm huyết và trách nhiệm, như trong bóng đá, huấn luyện viên trưởng sẵn sàng thay người vì màu cờ sắc áo khi quan sát thấy cầu thủ thi đấu kém hiệu quả. Về lâu dài, đại biểu Tuấn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến công chức viên chức, đảm bảo tính đồng nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn. Đây là cơ sở khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Nhóm thứ hai chiếm số đông và là nguyên nhân chính tạo ra những hạn chế tắc nghẽn công việc trong toàn hệ thống. Ông Tuấn cho rằng có hai nguyên nhân dẫn đến hình thành nhóm cán bộ này, trong đó văn bản pháp luật hiện hành, nhất là các văn bản dưới luật còn thiếu đồng nhất, khó thực hiện, cùng nội dung quy định nhưng lại có hai cách hiểu. Ông nói từng chứng kiến bên lề kỳ họp có hai đại biểu tranh luận về nội dung của một điều khoản luật đang còn hiệu lực. Cuộc tranh luận ấy làm ông rất tâm tư vì việc hiểu pháp luật theo nhiều cách đang xảy ra trong chính cơ quan lập pháp và không loại trừ khả năng sẽ xảy ra ở cơ quan hành pháp, trong đó có cả thanh tra và kiểm tra. Tôi cho rằng cán bộ lo sợ vi phạm pháp luật khi ngày càng nhiều vụ bị phát hiện và xử lý, thậm chí là bị xử lý hình sự. Ông Tuấn nói lo ngại rằng trong số đó có những cán bộ tâm huyết, có trách nhiệm nhưng không thể triển khai công việc do sự bất cập, thiếu đồng nhất của các văn bản hướng dẫn. Từ thực trạng trên, ông đề nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Nếu như thực hiện tốt công tác này, sẽ giảm bớt áp lực gánh nặng cho các cơ quan cấp trên, đồng thời tăng cường trách nhiệm cho các địa phương và cơ quan cấp dưới. Quốc hội cũng cần kiểm tra giám sát để hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc thực thi công vụ có hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm vì mục đích vụ lợi cá nhân. Trong đó, các cơ quan cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gây ảnh hưởng thiệt hại đến người dân và doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Ba đại biểu sau đó đăng ký tranh luận với đại biểu Tuấn. Thường trực Ủy ban Pháp luật Tô Văn Tám cho rằng hiện tượng cán bộ né tránh trách nhiệm không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã có từ lâu nhưng dường như gần đây nặng hơn và phức tạp hơn. Nguyên nhân là một bộ phận cán bộ năng lực trình độ hạn chế nên việc nắm bắt quy định của pháp luật chưa tốt, làm gì cũng sợ sai, không dám làm, né tránh đùn đẩy. Đây là hiện tượng sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Tôi đề nghị rà soát tỷ lệ này là bao nhiêu để xử lý. Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì cho rằng quan trọng nhất là phải quyết liệt xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, phải tổng kết xem xử lý được bao nhiêu người đứng đầu khi né tránh sợ trách nhiệm, có bao nhiêu người cho đứng sang một bên khi không làm được việc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.